Theo đó, năm 2016 thực sự là một năm đầy thách thức với hãng điện thoại Hàn Quốc này với những sự cố xảy ra liên tiếp. Song CEO Tim Baxter cho biết Samsung đang nỗ lực hết sức cùng với các chuyên gia bên ngoài tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới sự cố cháy của Samsung Galaxy Note 7 vừa qua và đảm bảo điều này sẽ không tái diễn. Thêm vào đó, Samsung có thể sẽ công bố nguyên nhân xảy ra sự cố với Note 7 trong tháng này. Trước đó, vào tháng 10/2016, Samsung tiến hành điều tra và kiểm tra lại tất cả các yếu tố của Note 7. Hãng cho biết nguyên nhân có thể là do tổng hợp của nhiều yếu tố dẫn tới thất bại và yếu tố an toàn đắt giá nhất trong lịch sử công nghệ. Theo thống kê của Samsung, hãng đã cảnh báo thiệt hại về lợi nhuận sản xuất Galaxy Note 7 lên tới 5,1 tỷ đô la trong vòng 3 quý, ngay sau khi hãng này thông báo dừng bán hẳn Note 7 ra thị trường vào tháng 10. Các nhà đầu tư và các chuyên gia cho biết, việc công bố sớm nguyên nhân và đảm bảo sự cố này không lặp lại nữa rất quan trọng với Samsung. Nó sẽ giúp Samsung lấy lại niềm tin của khách hàng và củng cố lại tên tuổi của hãng.